khi sư giả ra về, mọi người trong gia đình lần lượt xếp thử 3 trái banh gôn. Thử thách quả thật không hề dễ dàng. Nhìn cũng là người hùng của cả gia đình chính là người ta nói gừng càng già càng cay, quả thật không sai. Cái này là hôm qua vậy rồi. Vậy là cái này phải đề cử ông nội thi rồi. Tiếp thành công của ngày đầu tiên đến ngày thứ hai, cả gia đình vẫn chỉ có mỗi ba của anh Minh là chinh phục được 3 trái banh gôn. Và bí quyết của ông là thì mình phải biết là trong 3 cái trái này nó đều giống nhau hết, nó không có một cái gì để mà mình tựa vô hết. Đó là một cái là tỷ lệ hên xui nó cao, chứ còn mà để mà bí quyết thì cũng không có bí quyết gì để mà mình chắc ăn được là thắng được. Hóa ra những lần thành công của ba anh Minh hoàn toàn là do sự may mắn. Trước tình hình này, giải pháp được cả gia đình đưa ra chính là luyện tập và miệt mài luyện tập. Anh Minh còn mang theo cả 3 trái banh gôn đi làm để tranh thủ tập luyện trong giờ nghỉ trưa. Ngày ghi hình tại sân khấu đã gần kề, cả nhà bèn tổ chức cuộc thi nho nhỏ để quyết định xem ai là gương mặt đại diện của gia đình bước lên bục thi đấu. Cuộc thi kết thúc với chiến thắng dành cho ông bố trẻ. Chỉ với vài ngày ngắn ngủi, nhưng với quyết tâm chinh phục thử thách cùng với sự luyện tập miệt mài, giờ đây anh Minh đã xếp chồng 3 trái banh gôn thành công. Ủa sao lúc đầu con thấy mới vô tập dành cho bác mà sao cuối cùng đổi qua người là sao? Cũng là tập như là cho con nó thấy à, nó nào chứ còn là mày tay chân nó cũng không chuẩn lắm, thành ra là giao cho con nó chuẩn hơn. 7 ngày luyện tập rồi ha, chúng ta thấy khó không? Dạ cái trò này là rất khó, em cũng làm được 5-6 lần. Nhưng cái bí quyết nào để ta làm được cái điều đó? Dạ cái này đó là không có bí quyết gì hết anh Linh, chỉ là cái vận may, cái hên xui của mình à. Dạ nhiều lúc mà thứ nhất là tay đừng có rung, tâm lý bình tĩnh thì mình cái tay mình nó chuẩn mới là dựng đứng những trái banh nó lên được. Hy vọng hôm nay anh sẽ cố gắng nỗ lực để giành lấy 10 triệu ha. Dạ em cố gắng hết sức. Mời anh đón nhận thử thách của chương trình. Anh kiểm tra là những quả bóng. Chính xác chưa anh? Những quả bóng mình đã từng tập đúng không? Nó quen rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lại thử thách một lần nữa. Thử thách xếp chồng 3 quả bóng gôn. Trong thời gian quy định 3 phút, người chơi phải xếp 3 trái bóng gôn chồng lên nhau thành một cột thẳng đứng. Sau khi xếp chồng 3 trái bóng phải đứng vững trong thời gian là 3 giây thì mới được công nhận chiến thắng. Lưu ý, trái bóng gôn thứ nhất sẽ được đặt cố định. Bây giờ anh Minh đã sẵn sàng. Mời anh cầm bóng và bước về phía trước. Hiện nay tâm lý anh Minh như thế nào? Tâm lý cũng đang rất là hồi hộp. Mình sợ dựng lên không đủ thời gian. Con hãy bình tĩnh nha con, để đem về chiến thắng. Nếu mãi mai mà không được, đó là cũng một cái trò chơi mà gắn kết với gia đình mình trong nhiều ngày qua. Mong con chiến thắng. Con cố gắng lên, không quan tâm tới vấn đề mà thua hay thắng. Con bình tĩnh để con vượt qua cái thử thách này. Dạ. Và bây giờ anh Minh sẵn sàng. 3 phút bắt đầu. Hiện tại anh đang trồng quả đầu tiên. Tất cả căng thẳng chờ đợi. Và một trái bóng đã được trồng lên. Bình tĩnh anh. Quan trọng là trái bóng thứ 3 có được đứng vững trong vòng 3 giây hay không. Đừng để trái bóng thứ 2 rơi.
dự định giữ ổn định vị trí của nó, tập trung vào ván thứ ba. Mười triệu hay là một triệu? Áp lực về thời gian, niềm tin về chiến thắng. Trái bóng thứ ba quả là khó. Một, vẫn lây hoay. Quả bóng cuối cùng là quả bóng khó nhất. Ba mươi giây cuối cùng. Chuẩn bị đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thời gian làm cho em rất là rung. Tôi nghĩ rằng về trở về với gia đình anh sẽ hết rung và hết áp lực. Mời anh. Một cái khoảng thời gian tuy 3 phút rất ngắn nhưng mà nó làm cho em rất là căng thẳng và hồi hộp. Ở nhà em tập thì nó không có rung, mà lên đây cái áp lực thời gian anh Linh đếm ngược làm cho tim em nó đập càng ngày càng mạnh. Cho dù gì đi nữa thì tôi nghĩ rằng gia đình rất nhớ những khoảnh khắc này. Nó là những giây phút mà có thể nói trong cái khó khăn đó chúng ta sẽ vững vàng hơn. Trong cái dấu phong ba bão tố chúng ta phải vững chãi hơn ha, bản lĩnh hơn. Chúc gia đình sẽ có thật nhiều niềm vui và nhớ mãi giây phút này. 1 triệu đồng dành cho gia đình để chúng ta có thể thực hiện một liên hoan nho nhỏ. Cảm ơn mọi người tham gia chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là thời gian phát sóng chương trình đã hết. Hãy truy cập vào kênh YouTube MCV Media để nhấn subscribe xem lại chương trình. Còn bây giờ thì Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại gia đình tài tử ở tuần sau. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.